đàn bà còn bé hơn đấy. Chúng tôi xin mời các đô lên theo đầu nèo 1 của Vũ Văn Thưởng Quế Võ, đầu nèo 3 của Ngô Thành Tân Vĩnh Phúc. Xin mời các đô lên theo giải 2 của Phạm Thị Thu Bắc Ninh. Trận thi đấu nèo thường Lê Đức Cường Đồng Kỵ Phố Đỏ, Nguyễn Văn Thắng Châu Khê Phố Xanh, hai đô vào tới. Hai đô bắt tay nhau. Xe đài. Chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Lê Đức Cường Đồng Kỵ Phố Đỏ thắng. Lê Đức Cường Đồng Kỵ đã giành chiến thắng ở giải leo thường. Rồi rồi. Trọng tài Dương Văn Bảo nên trao thưởng cho Châu Khê. Lê Đức Cường Đồng Kỵ. Hiện nay ở leo thường